Thư sư, chư thiên ngạ quỷ có thể nhìn thấy và đi đến thăm địa ngục được không? Con cảm ơn sư. Xin thưa với quý vị, chư thiên thì các vị ấy có thể nhìn thấy địa ngục. Và một số, sư không dám nói hết nha, mà một số vị có thể đi gọi là đi tham quan các cảnh giới địa ngục. Như trong Trược Bộ Kinh, Đức Thế Tôn có kể về kiếp quá khứ của Ngài khi Ngài còn là Bồ Tát. Thì vua trời Đế Thích có dẫn Ngài đi tham quan các cái cảnh giới địa ngục. Thì cho nên là trường hợp chư thiên là có. Tuy nhiên thì có phải tất cả các vị đều có khả năng đó hay không thì sư không chắc. Nhưng mà một số chư thiên thì các vị đó có thể làm được. Còn hàng ngạ quỷ, chính xác của nó là hàng phi nhơn, thì có một số loài như là loài Atula. Thì do cái nghiệp của nó, cho nên là khi mà nó phiền não, nó có lòng muốn não hại chúng sanh, thì nó có thể hóa làm các cái loài quỷ sứ ở dưới cõi địa ngục để hành hạ chúng sanh ở cõi địa ngục. Thì những loài đó họ cũng có thể đi xuống các cảnh giới địa ngục, giống như là đi làm, đi chơi xuống dưới đó, thì cái đó có. Và xin mời Đại Đức Tuệ Tường bổ sung thêm về vấn đề này. Kính thưa Đại Đức Hành Tại, kính thưa quý vị, thì vừa rồi như quý vị biết đó, Đức Hành Tại trả lời thì tôi sư cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm đó thưa vị. Cái quan điểm đó phù hợp với tinh thần tâm tạng kinh điển Bali và chú giải chính thống. Đặc biệt Đức Hành Tuệ có kể một cái câu chuyện mà trong một kiếp quá khứ Ngài là Bồ Tát, và Ngài được, có nghĩa Ngài được, nó đúng hơn là Ngài được vua trời Đế Thích chưa việc trợ duyên. Trợ duyên sai cái người đánh xe cho của vua trời Đế Thích đó, tính là Má Tá Lý hay là Má Ha Lý gì đó sư quên này, nhưng chung cái người đó được đánh xe cho vua trời Đế Thích đó. Thì cái câu chuyện này mấy vị muốn mà rõ, quý vị xem giúp sư là ở trong chú giải tiền thân hoặc là chú giải bổn sanh, câu chuyện số 541, chuyện đại vương Ní Mí. Thì bây giờ sư để sư kể qua sơ lược cho quý vị cho nó rõ cái tình tiết như thế nào ha. Tại vì ở đây là nói, tại vì nếu mà giờ nói là ở đây nè, là quý sư nói là chư thiên có một số chư thiên gọi là có thần lực đó, nó hẳn có thần lực. Chứ chư thiên cũng nhiều loại chư thiên như vậy, chư thiên mà kiểu mà giống như ở dưới tứ đại thì cõi địa thiên vương cũng không có thần lực bao nhiêu, chứ phước báo cũng chỉ là hơn con người thôi, hơn con người chút xíu thôi. Cho nên nhấn mạnh ở đây là chư thiên mà có thể tự do giống như đi tour chứ địa ngục tham quan, thì rõ ràng những chư thiên này phải là có thần lực, có thần lực. Thì câu chuyện như vậy, câu chuyện là tức là trong quá khứ của Bồ Tát á, là một vị vua tên là Ní Mí. Thì cái vị vua này nè, thì nhấn mạnh nha, nghe là làm đặc biệt cái hạnh bố thí trì giới á, làm nó rất là to lớn và nó thù thắng đó. Đặc biệt á, giống như là bố thí là giống như thần dân mà sống trong cái làng của Ngài, ở trong cái sư ca trị Ngài á. Đó, Ngài đều lo ấm no hạnh phúc, chứ không có lo một cái bất cứ gì, giống như là miễn phí y tế, miễn phí giáo dục thì nào, vân vân, thậm chí là không có người mà cơ nhở neo đơn này nọ đó. Không, còn về thực hành cái thực hành mà giới á, thì tuy là một vị vua nhưng mà vẫn giữ ngũ giới thường rồi bát quan chế giới, chính vì cái năng lực gì đó. Thì một hôm á, là Ngài mới có thắc mắc, Ngài mới thắc mắc là trong đầu á, là cái bố thí á, hay cái tu hành mà trở thành một bậc thánh á. Bậc thánh đây mình nên nam mình hiểu là đoạn tận tham sân si nha, thì cái nào là phước báo hơn?
cái việc nào, việc gì mà đem kết quả nhiều hơn. Thì chính do cái năng lực của ngài á, thắc mắc trong đầu luôn có ưu tư gì đó, thì khiến cho ghế của vua Trị Đế Thích bị nóng lên. Vua Trị Đế Thích nó nhìn xuống mới biết là, à cái nhiệm vụ của mình là cái vị này, một cái vị minh quân mà thắc mắc như vậy nè, cái nhiệm vụ mình đó, mình phải xuống để giải tỏa cái thắc mắc này, để cho vua, nói đúng hơn là vua không có rơi vào cái hiểu sai, cái bạch kiến thưa vị đó. Thì khi mà vua Trị Đế Thích xuống gì đó, quá cuộc trò chuyện vân vân gì đó. À, thì sau cuộc trò chuyện gì đó thì vua Trị Đế Thích trở về, và cũng có để là cũng cũng có cái, chính vì cái công đức như vậy đó, là vua trời Đế Thích cũng có ngỏ ý là muốn đưa Bồ Tát đến thăm cõi trời, cho nên tính chính vậy sai cái ông vua, cái ông người đánh xe đó, Ma Ta Lý đó, phải đánh xe. Thì khi mà công đánh xe xuống rước Bồ Tát đó, thì mới hỏi là đại loại lên xe rồi, lên xe rồi đó, thì mới hỏi là ngày giờ ngài muốn đi thăm thăm chỗ nào, ngài muốn thăm chỗ nào trước. Thì đại loại như là Bồ Tát đâu có khái niệm đâu, đại loại như là đi thăm chỗ nào là sao, nó bây giờ có cái chỗ mà, một cái chỗ mà hưởng phước nè, với một chỗ đọa đày á, muốn đi con chỗ nào trước. Thì ngài nói, ngài mới suy nghĩ, ngài mới đắn đo, ngài mới nói là thôi gì tôi đi xuống cái cảnh đọa đày trước đi, còn nó như thế nào đó. Thì trong chú giải, trong cái câu chuyện đó, chú giải có nói rất là rõ, đúng không? Thì là ma ta lý, ma ta lý thưa vị, có nghĩa là dẫn ngài đi một cái vòng quanh ở dưới các, đi vòng quanh làm vị hướng dẫn nè, chỉ cho các cảnh giới địa ngục cho nhà vua xem, và giải thích các tội lỗi mà cái đường đường, cứ nghe là ngoài cái việc hướng dẫn đi khắp cái hầm địa ngục, và cũng giải đồng thời giải thích là tại sao mà cái chúng sanh để rơi vào địa ngục này bị đày đọa như vậy đó. Thì nói trong cái chú giải mà tiền thân, chú giải tiền thân thưa vị nha. Câu chuyện số 541 thì chuyện Đại Vương Lý Mí nói rất là rõ, có nghĩa là Ma Ta Lý là vị chư thiên của vua Trần Đế Thích, người đánh xe thì có năng lực, chẳng những có năng lực đi xuống địa ngục dẫn đi xuống năng lực, mà có cái năng lực mà để giúp, gọi là trợ duyên cho Bồ Tát, là người đi xuống cái địa ngục để tham quan luôn. Thì tham quan địa ngục xong thì lên tham quan cõi trời đó, tham quan cõi trời đó. Đó là cái chi tiết, cho quý vị muốn xem rõ thì cứ xem câu chuyện chú giải tiền thân 541, quý vị sẽ rõ. Nó có dẫn chứng đàng hoàng. Còn về cái vấn đề mà ngạ quỷ thì sư tại giải thích cũng quá rõ, cho nên là sư cũng không có nói thêm, chỉ là giống như là vấn đề chư thiên á, thì đúng đúng là đôi khi trong kinh điển mình ít nghe, cho nên sư bị dẫn chứng một cái câu chuyện phải có trong chú giải chính thống, để cho quý vị có thêm cái tăng trưởng cái niềm tin, nhưng phải có nguồn gốc đó rõ ràng. Và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.